em ở giường được, em ngã ra giường được, em hiểu không? Hoặc là em đứng sát vào tường này này nhá. Okay. Hoặc là nếu mà làm ở nhóm thì có người đứng sau đứng đỡ ấy. Nếu mà chị làm ở nhà của anh Thi nhà thì chị bảo anh Thi đứng ở đằng sau người ta để chơi được. Ví dụ dậy học này này. Có người đứng ở đằng sau thì người ta cảm thấy sức lai, người ta có thể ngã được, người ta không sợ. Rồi nhân sắc thì đây là áp lực bạn nguyên chủ. Look at me.